Chào các anh chị. Các anh chị nghe được không ạ? Dạ được thầy ơi. Rồi, cảm ơn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học ngày hôm qua là định giá cổ phiếu thường. Thì nguyên tắc là định giá cổ phiếu thường, đó là chúng ta dự báo cái tương lai của cổ phiếu đó, hay nói cách khác đó là chúng ta kỳ vọng vào cái cổ phiếu đó. Thì nếu mà chúng ta kỳ vọng tốt thì chúng ta sẽ định giá cổ phiếu cao, còn nếu chúng ta kỳ vọng không tốt thì định giá cổ phiếu thấp. Thì có rất là nhiều cái phương pháp để định giá cổ phiếu thường, từ đơn giản cho đến phức tạp. Tuy nhiên, trong cái nội dung cái chương này của cái chương trình bậc đại học thì tôi chỉ giới thiệu các anh chị cái phương pháp đơn giản thôi, đó là cái phương pháp mà chiết khấu dòng tiền, hoặc là cái phương pháp Gordon ha, tăng trưởng Gordon. Thì các anh chị biết đó, có rất là nhiều cái yếu tố tác động đến cái giá chứng khoán, mà đa phần là những cái yếu tố đó nó sẽ xảy ra trong tương lai, bởi vì quá khứ chỉ là một cái tiền đề để chúng ta thấy được nó đã tăng trưởng và phát triển như thế nào, để chúng ta dự báo trong tương lai của nó. Mà các anh chị biết là trong tương lai thì nó rất là khó lường, bởi vì cái số liệu quá khứ chỉ là một cái chỉ hiệu để giúp cho chúng ta thấy được nó thôi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không chắc chắn được là quá khứ nó đã hoạt động tốt thì trong tương lai nó sẽ hoạt động tốt. Đó là không có cái gì chắc chắn hết. Cho nên á, với cái phương pháp mà chiết khấu cổ tức, mà chúng ta lấy những cái cổ tức quá khứ để chúng ta suy ra những cổ tức trong tương lai, thì thường là cái mức độ chính xác là không cao. Bởi vì chúng ta biết là dự báo, công tác dự báo thì hiếm khi nào mà đảm bảo chắc chắn 100% hết. Chỉ có dự báo thời tiết ở Việt Nam chúng ta là tuyệt vời thôi. Ví dụ như mùa mưa thì có mưa rải rác vài nơi, còn mùa nắng thì có ngày nắng đêm không mưa, hay là đêm không mưa ngày nắng. Thì dự báo kiểu đó thì cũng như không. Thì quay lại, thì đối với cái phương pháp này thì chúng ta nghiên cứu để chúng ta biết, và chúng ta chỉ áp dụng được vào một số loại doanh nghiệp mà thôi. Đó là những cái doanh nghiệp mà nó đã tăng trưởng ổn định và nó không có sự đột biến trong kinh doanh thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp này. Còn những cái doanh nghiệp mới, hay là những doanh nghiệp có cái mức cạnh tranh cao và cái mức độ thải loại cao trong cái ngành đó, thì chúng ta sẽ không áp dụng được phương pháp này. Bởi vì trước đây có cái phương pháp đạt giải Nobel về kinh tế, thì năm 98 cái quỹ Quan Tâm nó kết hợp với hai cái nhà kinh tế học đoạt với giải Nobel để đưa cái mô hình đó vào định giá chứng khoán, để giúp cái quỹ đầu tư đó đầu tư. Thì cái mô hình đó đó là định giá chứng khoán dựa trên cái tính không ổn định của chứng khoán. Thì sau khi mà đưa vào hoạt động thì cái quỹ đó lỗ mấy tỷ ngay lập tức. Bởi vì chúng ta biết năm 97 là khủng hoảng tài chính cho châu Á, và những cái nước mà bị khủng hoảng ví dụ như Thái Lan hay là Indonesia hay là Hàn Quốc vân vân, thì có mối quan hệ rất là gần gũi với cái nền kinh tế của Mỹ. Cho nên người ta dự báo là nền kinh tế của Mỹ năm 98 sẽ đi vào suy thoái. Tuy nhiên thì cái thời đó đó là thời của Tổng thống Bill Clinton. Thì các anh chị biết là nền kinh tế Mỹ á, thường nó có cái chu kỳ là 4 năm. Là cái năm đầu tiên mà Tổng thống lên
nhậm chức á, là nó sẽ suy thoái. Bởi vì cái năm cuối thì thường là các tổng thống sẽ tìm cách là bơm nền kinh tế để đạt được những cái kết quả tốt để lấy phiếu bầu của người dân. Nhưng mà Bill Clinton lên năm 92 thì các chị biết là năm 96 là kết thúc nhiệm kỳ 1, 97 bắt đầu nhiệm kỳ 2 thì nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tốt. Và cuối năm 97 thì khủng hoảng tài chính châu Á xảy ra, thì người ta dự báo là Mỹ sẽ bị ảnh hưởng luôn. Nhưng đến năm 98 thì nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tốt. Thì các anh chị biết là khi mà chúng ta dùng cái mô hình đó thì có những cái yếu tố mà định tính chúng ta phải lượng hóa để chúng ta đưa vào, và là chúng ta phải đưa ra những cái dự báo. Thì nếu mà chúng ta dự báo là nền kinh tế đi xuống thì chúng ta sẽ có những cái chỉ số nó khác, những cái thông số nó khác. Còn nếu chúng ta dự báo là nền kinh tế tăng trưởng tốt và là nền kinh tế suy thoái thì có những cái thông số nó khác nhau. Thì cho nên chúng ta dự báo sai thì chúng ta thấy là đưa vào mô hình những cái thông số nó sai, dẫn đến là đầu tư thua lỗ. Bởi vì khi nền kinh tế tăng suy giảm thì có những ngành nó sẽ kinh doanh tốt hơn và có những ngành đi xuống. Còn khi nền kinh tế tăng trưởng tốt thì cũng có những ngành là nó sẽ tốt và có những ngành nó sẽ không tốt. Cho nên là khi mà chúng ta dự báo không đúng thì chúng ta không thể nào sử dụng mô hình nào mà chắc chắn được hết. Cho nên đó, là có rất là nhiều mô hình, nhưng mà nên nhớ là gì, quan trọng nhất vẫn là cái khả năng dự báo và cái khả năng mà phân tích tình thế, mà đặc biệt là trong kinh doanh chứng khoán đó là kinh doanh thông tin. Cho nên ai dự báo tốt và ai có nhiều thông tin thì sẽ thắng. Thì các anh chị biết là nhà đầu tư mà nổi tiếng nhất thế giới đó là Warren Buffett. Thì ông ta là một trong những cái nhà đầu tư mà người ta gọi là vua Mida. Thì ông ta đụng vào đâu thì cái công ty đó sẽ đi lên. Cho nên đó là ông ta hồi đó giờ là không đầu tư vào các công ty công nghệ. Và mới gần đây thôi, là từ năm 2019 thì cái quỹ Berkshire Hathaway của ông mới bắt đầu đầu tư vào cái cổ phiếu công nghệ, đó là cổ phiếu công ty Apple. Thì khi mà mới vừa đầu tư vào có mấy tháng thì cổ phiếu của Apple nó giảm 40%. Nhưng mà ông ta là đầu tư chứ không phải đầu cơ, cho nên ông ta vẫn là tiếp tục đầu tư. Và sau đó thì cổ phiếu của Apple nó phục hồi và bây giờ nó tăng lên rất là nhiều. Thì các anh chị biết là sau cái cuộc khủng hoảng 2008 thì bình quân là các cái quỹ đầu tư nó mất giá trị khoảng 30 mấy%. Nhưng mà riêng cái quỹ của Warren Buffett thì giảm có 4% thôi, thấp hơn rất là nhiều so với mức bình quân thị trường. Cho nên chúng ta thấy là ông ta có cái khả năng là phán đoán rất là tốt. Mà cái này thì các anh chị biết là không có thể nào sử dụng những mô hình nào mà nó tốt hơn hết bằng những cái sự mà nhạy bén, và cũng như cái việc mà ra quyết định đúng lúc, hoặc là chúng ta kiên trì với những cái chính sách hoặc là những cái chiến lược đầu tư của chúng ta. Thì bây giờ quay lại thì nguyên lý chung khi đầu tư, xin lỗi, khi định giá cổ phiếu thường đó là chúng ta chiết khấu những cái cổ tức trong tương lai về hiện tại. Bởi vì chúng ta biết là khi đầu tư vào cổ phiếu thì trong tương lai chúng ta chỉ nhận được cổ tức thôi, đúng không ạ? Cổ phiếu nó không có kỳ hạn cho nên chúng ta không có nhận được mệnh giá. Thì cái mô hình này chỉ vận dụng được khi công ty có chi trả cổ tức. Mà các anh chị biết là có nhiều công ty họ không chi trả cổ tức, hoặc là chi trả nhiều, hoặc là chi trả ít, tùy vào cái chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược đầu tư của công ty. Nếu công ty họ muốn mở rộng nhanh thì họ ít chi trả cổ tức, bởi vì lợi nhuận họ giữ lại để họ tái đầu tư. Còn những công ty nào mà không có cái nhu cầu mở rộng thì có xu hướng là sẽ chi trả cổ tức nhiều hơn. Cho nên đó là cái mô hình này nó có những cái hạn chế là như thế. Thì đối với mô hình chiết khấu dòng tiền thì chúng ta sẽ định giá khi cổ tức không giống nhau và khi cổ tức không đổi nha. Còn nếu mà là khi mà công ty
chi trả cổ tức không giống nhau, hoặc là công ty chi trả cổ tức không đổi, thì chúng ta áp dụng được cái mô hình chiết khấu dòng tiền. Còn nếu công ty có cái cổ tức tăng trưởng ổn định thì chúng ta sử dụng cái mô hình tăng trưởng Gordon, hoặc là tăng trưởng nhiều giai đoạn thì chúng ta kết hợp giữa chiết khấu dòng tiền và mô hình Gordon. Nếu mà chi trả không giống nhau thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta làm thủ công thôi. Và nhớ là khi chúng ta chiết khấu, chúng ta định giá cổ phiếu thường thì nó sẽ có độ trên thời điểm, với thời điểm chúng ta định giá ở đây là B0 thì chúng ta sẽ bắt đầu từ D1 ha, chứ không có bao giờ bắt đầu từ D0, bởi vì định giá hôm nay thì cuối năm nay người ta mới thanh toán cổ tức, bởi vì cuối năm thì người ta mới thanh toán cổ tức, nhưng mà thường thường đó là qua năm sau mới thanh toán, bởi vì cuối năm chúng ta có kết quả rồi thì chúng ta phải kiểm toán xong rồi chúng ta tổ chức cái đại hội cổ đông chẳng hạn như thế, để chúng ta quyết định là chi trả cổ tức bao nhiêu và cái hình thức chi trả cổ tức như thế nào. Cho nên là B0 thì ở đây sẽ bắt đầu từ D1. Thì với mô hình này thì gần như là chúng ta sẽ rất là khó sử dụng cái phương pháp này, bởi vì chúng ta không biết nó từ đâu ha. Và nhớ là gì, B0 thì T sẽ bằng từ 1 và chúng ta tới N, mà nếu không thì chúng ta phải tới vô cực ha. Ví dụ như chúng ta xác định đến một năm cụ thể nào đó chúng ta bán thì nó khác, còn nếu mà không thì chúng ta phải, con số này nó sẽ tới là gì, vô cực ha. Thì chúng ta gần như là chúng ta không thể nào sử dụng cái phương pháp này, và chúng ta áp dụng được khi công ty trả cổ tức cố định. Thì nếu công ty trả cổ tức cố định công ty trả cổ tức cố định thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng đó là dòng tiền đều vô hạn. Thì chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Dòng tiền đều vô hạn thì chúng ta sẽ có đầu kỳ hay là cuối kỳ. Thì cuối kỳ bằng D chia R, còn đầu kỳ sẽ bằng D chia R cộng với D, thì hôm qua chúng ta học rồi. Và chúng ta đã học ở chương 3 rồi nha. Còn đối với cổ phiếu tăng trưởng, cổ tức ổn định qua các năm, có nghĩa là gì? Mỗi năm nó tăng trưởng với một cái tốc độ bằng nhau. Mỗi năm nó tăng trưởng với một cái tốc độ bằng nhau. Thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế nào? Thì trong đó G là một hằng số, đó là G có nghĩa là tốc độ tăng trưởng của cổ tức. Thì ở đây ví dụ như là D1 sẽ bằng D0 nhân cho 1 cộng G. D2 thì bằng D1 nhân 1 cộng G thì bằng D0 nhân 1 cộng G, nhân 1 cộng G thì bằng D0 nhân 1 cộng G bình phương. Thì tương tự vậy chúng ta sẽ có là gì? DN bằng D0 nhân 1 cộng G lũy thừa N. Thì có nghĩa là cổ tức càng ngày nó sẽ càng lớn với một cái tốc độ không đổi. Và thật ra trong thực tế kiếm một công ty như thế này thì rất là khó. Tuy nhiên nếu mà công ty nó có cổ tức liên tục tăng thì người ta vẫn có thể tính G bình quân, có nghĩa là tốc độ tăng bình quân qua các năm để là tạo thành cái G cũng được ha. Nếu mà một công ty mà chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước thì chúng ta vẫn áp dụng được cái mô hình này bằng cách là tính cái tốc độ tăng trưởng bình quân của cổ tức qua cả năm, thì lấy cái đó làm G.
Thì chúng ta sẽ có, nếu mà chúng ta gặp trường hợp này thì BT sẽ bằng DT cộng 1. Nhớ nha, ở đây T. Thì đây là T cộng 1 chia cho R trừ cho G, trong đó R là lãi suất chiết khấu và G đó là tốc độ tăng trưởng cổ tức. Và mô hình này chỉ sử dụng được khi R lớn hơn G, bởi vì R lớn hơn G thì cái này mới lớn hơn không thì chúng ta mới tính được ha. Còn R bằng G hoặc là nhỏ hơn G thì sẽ không tính được, bởi vì giá không bao giờ bằng vô cực hoặc là bằng số âm nha. Còn khi cổ tức tăng trưởng nhiều giai đoạn, có nghĩa là giai đoạn không ổn định, đây là giai đoạn không ổn định, còn đây là giai đoạn ổn định, thì đối với giai đoạn không ổn định thì chúng ta tính thủ công. Thế chúng ta tính thủ công BV của từng cái cổ tức. Còn giai đoạn ổn định thì chúng ta sẽ tính BV của dòng tiền ổn định. Thì hồi nãy chúng ta thấy là như vậy, giai đoạn không ổn định đó là chạy từ 1 cho đến n. Như vậy từ 5n cộng 1 trở đi. Từ 5n cộng 1 trở đi thì cổ tức tăng trưởng ổn định. Thì ở đây chúng ta biết là gì? Dn cộng 1 chia r trừ g thì nó chính là gì? B n. Bởi vì nãy chúng ta thấy là BT thì bằng DT cộng 1 chia R trừ G đúng không? Cho nên DN cộng 1 chia cho R trừ G thì nó sẽ ra ra là BN nha. Nó là BN. Thì ở đây chúng ta triển khai công thức này thì bằng DT chia cho 1 R lý thừa T là chúng ta chiết khấu thủ công. Còn đây DN cộng 1 chia R trừ G chính là BN đúng không? Hồi nãy chúng ta mới nói BN. Và BN chúng ta đang tính B0 đây nè. Ở đây chúng ta đang tính B0. Cho nên là chúng ta phải chia nó cho 1 cộng R lý thừa N thì nó mới trở thành là cái này chia cho 1 cộng R lý thừa N. Nè, nó chính là gì? B không. À, cho nên chúng ta chia cho 1 cộng R lý thừa N, hay là chúng ta nhân cho 1 chia cho 1 cộng R lý thừa N cũng được ha. Thì nó trở thành B0. Vậy tới đây. Cho nên là cái này nó có độ trên ha. Và nó sẽ bằng anh cuối của thằng này nè. Ha, chỗ này nè, N này nè. Nó sẽ bằng thằng cuối cùng của anh này. Tại vì cái này chạy từ 1 tới N thì thằng cuối cùng sẽ là 1 R lý thừa N thì thằng này nó giống vậy. Bây giờ chúng ta đi vào cái ví dụ. Cổ phiếu A có cổ tức vừa thanh toán là 5.000 đồng. Vừa thanh toán. Cái này là D mấy? Là D0. Còn sắp thanh toán nó mới là D1. Ha, vừa thanh toán có nghĩa là đã thanh toán rồi thì nó sẽ là D0. Và chúng ta lấy bắt đầu từ D1. Vì vậy đây là D0. Công ty được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh trong vài năm tới và tiến đến ổn định. Dự kiến là 20% trong 2 năm tới, 15% ở 3 năm kế tiếp và ổn định ở mức 6% trong thời gian còn lại. Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên thị trường là 12%. Hãy định giá cổ phiếu này trong ngày hôm nay. À. Vậy đây là tăng trưởng nhiều giai đoạn đúng không ạ? À, chúng ta vẽ cái đường thời gian ra là 2 năm đầu tốc độ tăng trưởng là 20%, cho nên nó là G1. Từ năm thứ 3, 3 năm kế tiếp là G2 là 15% đúng không? À, và sau đó là ổn định ở mức 6%, đó là G3. Như vậy khi mà qua giai đoạn nào thì D sẽ chịu tác động của R và G của giai đoạn đó ha.
À, giờ chúng ta có là giai đoạn không ổn định là 5 cái D, đúng không? Với G1 tác động vào D1, D2. G2 tác động vào D3, 4, 5. Và từ D6 trở đi thì G3 ổn định. Vậy từ D6 trở đi là giai đoạn ổn định nha. Thì B bằng nhiêu? Thì bây giờ chúng ta thấy là giai đoạn ổn định, chúng ta đưa về đây, cái này nó chia cho một, xin lỗi, cái này nguyên cái nhóm này lấy D6 chia cho R trừ G3 thì nó ra là gì? Là B5, đúng không ạ? Và từ B5 này chúng ta đưa chiết khấu 5 kỳ thì về B0, ở đây là B0. À, cái đó anh này chúng ta sẽ đưa về đây thủ công, và hai này chúng ta cũng đưa về đây thủ công, thì chúng ta sẽ ra được cái giá. À, thì đầu tiên chúng ta sẽ tính từ D1 cho đến D6. À, nhớ là D3 sẽ bằng D2 nhân cho 1 cộng G2 nha, chứ không phải là G1, tại vì D3 nó chịu tác động của G2. Ờ, D4 thì bằng D3 nhân với 1 cộng G2, với D5 vậy. Nhưng mà D6 thì nó bằng D5 nhân cho 1 cộng G3. À, như vậy chúng ta xác định được 6 cái G, thì đưa vào công thức thì chúng ta sẽ tính được. À, đưa vào công thức thì các chị được cái gì về thế vô, và các chị tính theo cái công thức này nha. Thì ước lượng G như thế nào? Tại vì trong thực tế cuộc sống thì hiếm có công ty nào mà họ cố định cái tốc độ G cứng qua cách nào hết, cho nên chúng ta phải tính G bình quân. Thì cái G ấy, nếu công ty mà có cái cổ tức tăng dần qua các năm thì chúng ta lấy G bằng B nhân ROE, trong đó B là cái tỷ lệ lợi nhuận giữ lại, mà tỷ lệ lợi nhuận giữ lại thì bằng gì? Bằng lợi nhuận sau thuế trừ cho cổ tức. Cổ tức này có nghĩa là cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi và cổ tức của cổ phiếu thường luôn ha. Thì đó là cái phần thu nhập giữ lại, thì lấy lợi nhuận thu nhập giữ lại chia cho lợi nhuận sau thuế thì chúng ta sẽ ra cái tỷ lệ lợi nhuận giữ lại, và chúng ta nhân cho ROE thì nó ra cái tỷ số đó. Thì giờ chúng ta hết cái chương thứ tư, thì bây giờ tôi sẽ hệ thống lại kiến thức cho các anh chị. Thì cái phần này chúng ta có ba chương này chúng ta có ba phần: trái phiếu, cổ phiếu đại và cổ phiếu thường. Thầy ơi, thầy cho em hỏi cái chỗ cổ phiếu đó này. Ví dụ Rồi. như công ty nó trả bằng 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 tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu nữa, mình tính được không thầy? Ví dụ như nó không trả bằng bằng cổ tức mà nó tính cổ tức bằng 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 cổ phiếu á. Cũng được. Thì cái cổ tức mình không quan trọng là nó trả bằng tiền mặt hay là trả bằng cái gì, thì mình vẫn tính vậy. Tại ở Việt Nam chúng ta thì một số công ty á, họ muốn là đầu tư thêm, thì thay vì họ trả tiền mặt rồi họ phải phát hành thêm cổ phiếu, thì các anh chị biết là phát hành thêm cổ phiếu thì các anh chị phải tốn cái chi phí phát hành, thì họ sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu luôn để tăng cái lượng cổ phiếu, tăng cái giá trị vốn chủ sở hữu, tăng cái lượng cổ phiếu phát hành ra. À, thì họ sử dụng cái bút toán để tăng cái số cổ đông lên hoặc là cái số cổ phần lên, thì lúc đó họ không phải thuê cái tư vấn phát hành và thuê cái bảo lãnh phát hành, thì nó sẽ đỡ tốn cái chi phí. Thì họ sử dụng cái hình thức đó là đối với những công ty họ đang mở rộng, đang muốn đầu tư mở rộng cái quy mô của mình thì họ trả bằng cổ phiếu, thì chúng ta vẫn tính như thế thôi, tại ở đây không có liên quan đến việc là trả cổ tức bằng cổ phiếu hay là bằng tiền mặt, được chưa? Các anh chị nào có câu hỏi nào khác không? Thì bây giờ
Đối với trái phiếu thì sao? Tức là chúng ta nhớ là chúng ta phải chiết khấu cả gốc và lãi về hiện tại. Ha, chúng ta hình dung ra trái phiếu đó trong tương lai nó mang cái gì về cho mình, thì mình chiết khấu nó về hiện tại. Và chúng ta phải nhớ công thức ITM. ITM nó ra là lãi suất đáo hạn. Thì ITM nhớ là đơn vị của nó là phần trăm cho một kỳ hạn nào đó. Ha, cho một kỳ hạn nào đó, nhớ nha, chứ không phải là đồng. Còn đối với cổ phiếu ưu đãi thì đây là hiện giá, giá trị hiện tại của dòng tiền vô hạn. Thì chúng ta nhớ là dòng tiền vô hạn thì đầu kỳ hay cuối kỳ ha. Cuối kỳ thì bằng DP chia R, còn cuối kỳ thì bằng, xin lỗi, đầu kỳ thì bằng DP chia R cộng với DP. Còn đối với cổ phiếu thì nếu gặp cổ tức cố định thì nó lại là gì? Dòng tiền vô hạn, thì giống trên đây. Còn nếu mà chúng ta có cổ tức tăng trưởng ổn định thì chúng ta sử dụng mô hình tăng trưởng cố định. Còn nếu mà nó có nhiều giai đoạn thì chúng ta kết hợp giữa chiết khấu dòng tiền và mô hình cố định. Và G thì bằng cho B nhân ROE nếu chúng ta tính tốc độ của G. Anh chị có thắc mắc gì không? Về các anh chị làm hai bài tập 1 và 2. Các chị nghe được không ạ? Alo. Dạ nghe. Dạ À. chị nghe thầy. Rồi, cảm ơn. Giờ các anh chị làm bài tập 1 và 2 cuối chương 4. Và khi nộp bài, khi nộp bài thì các anh chị nộp là cái tên file á vẫn là viết tay và scan thành PDF. Cái tên file của anh chị sẽ bằng là mã số sinh viên của anh chị gạch cái số 2 chấm PDF nha. Cái tên file khi các anh chị nộp đó là mã số sinh viên của các anh chị gạch cái số 2. Đây là bài tập số 2 chấm PDF. Và hạn chót nộp đó là trưa thứ hai tuần sau. Lớp này là tuần sau học mấy buổi nữa ta? Anh chị có nhớ không? Tới ngày 11 đó thầy. À, 2 buổi nữa thầy.
là tới ngày 11 đúng không? À. Rồi. Các anh chị còn thắc mắc gì về bài này? Về bài này nữa không? Thầy ơi, hôm trước khi mà nộp bài cái tên file á thầy là mã số sinh viên, nhưng mà tại vì khi mà em đăng nhập vô cái đường link cái ở trên nó có hướng dẫn là mã số sinh viên xong rồi tới cái tên họ tên rồi mới chấm PDF đó thầy, cho nên là có bị gì không thầy? Không. Có mã số sinh viên đầu tiên được rồi, còn có Dạ. tên thì để cho tôi kiểm tra thôi. Nhiều khi một số anh chị cũng nộp mã số sinh viên mà nhập vô sai nữa, cho nên kiếm rất phức tạp. Có Dạ. những chị nhập thiếu chữ, thiếu một số, thiếu hai số gì đó, hoặc là Dạ. dư một số, cho nên khi các anh chị nhập mã số sinh viên mà kèm theo cái tên thì tốt thôi. Dạ. Nhưng mà đầu tiên Thầy. phải mã số sinh viên để tôi dễ nhập điểm. Nhưng mà Dạ. cái bài này gạch thêm cái gạch số 2. Dạ. À. Rồi, em cảm ơn thầy. À, không có chi cái mà. À, bài tập 1, 2 của chương 4. Nhớ là bài tập 2 của chương 4 mà cái tài liệu là 7 chương mà gắn liền đó nha. Hẹn đọc bài là chiều trưa thứ hai tuần sau nha. Rồi tên file đó là mã số sinh viên gạch cái số 2, bài tập 1, 2, chương 4.
Các anh chị hỏi bài nào đúng không? Đây, hai bài này. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Cho tôi hỏi các anh chị là
đầu tư vào Bitcoin. Khi các anh chị đầu tư vào Bitcoin là rủi ro cao hay là thấp? Đầu tư vào Bitcoin là rủi ro cao hay thấp? Rủi ro cao Đấy, cao cao. thì cái thứ nhất nó không phải, nó không thuộc hệ thống đồng tiền pháp định nào hết. Nó người ta chỉ dự đoán là nó là một cái giá trị trong tương lai thôi. Rồi còn gì nữa không? Bây giờ bỏ qua cái yếu tố về pháp luật, hay bỏ qua những yếu tố về pháp luật, mình chỉ nói về cái giá thôi, sự thay đổi giá của nó thôi, thì đầu tư vào Bitcoin là rủi ro cao hay thấp? Mình bỏ qua yếu tố về pháp luật đi ha, mình chỉ nói đầu tư về giá là rủi ro cao hay thấp? Cao luôn Hiệu. Nó Tại về sao giá cao? theo em biết thì hiện tại một Bitcoin nó đang trị giá đâu đó khoảng 30.000 đô, nhưng mà cũng có lúc nó xuống 27.000 đô, cũng có lúc lên 60.000 đô, thì mình thấy cái chênh lệch giá của nó rất là cao. Đây. Hiện nay giá Bitcoin là chiều nay là 30.411 đồng. Thì đây là cái biểu đồ giá Bitcoin. Đây là các anh chị thấy được không? Thì Bitcoin nó có từ 2011 ha. Thì các anh chị thấy là giai đoạn đầu giá nó cũng khá là, khi mà nó mới xuất hiện à, các anh chị nhìn vào đây, các anh chị thấy là cái giá của nó là 0,106 đồng vào năm 2010, 16 tháng 10 năm 2010 à. Và trước đó nữa là khi mà nó lên sàn đầu tiên là giá nó chỉ có 0,06 11 hay là 0,06183 đô la, là chưa, là 0,06 đô, là nó chỉ có 6 cent thôi đó một Bitcoin, đúng không ạ? Các chị nhìn thấy cái bảng thấy không à, để tôi kéo cho các chị thấy, bắt đầu từ từ nó lên và nó lên rất nhanh đúng không, từ 0,06 mà nó lên tới 0,9, có nghĩa là lên mười mấy lần đúng không ạ? Và sau đó thì lên à, lên với cấp số nhân đúng không ạ? À, tới đây là tới năm 13, tháng 10 năm 13 thì nó lên tới 892 đồng. Các chị thấy khủng khiếp không? Nè, nhắc lại, ở đây là vào tháng 7. Tháng 7 năm 2010 nó có giá là 0,06 đô la. Và chỉ sau có ba năm, chưa tới ba năm nó lên hơn 1.000. Như vậy theo các chị, trong giai đoạn này chúng ta kinh doanh có rủi ro hay không? Giai đoạn này các chị thấy nó tăng liên tục và nó tăng lên mấy chục ngàn lần đúng không?
từ 0,06 mà lên tới 1077 là lên mấy chục ngàn lần. Như vậy theo tôi, cho tôi hỏi là trong giai đoạn này có rủi ro hay không? Thưa thầy là không. Tại sao? Tại vì nó đang nằm trong chiều hướng lên. À, vậy là có lời, phải không? Trong giai đoạn này đầu tư là có lời, đúng không? Cho nên không. Rồi, cảm ơn. Ví dụ như đây, là ở đây là vào ngày 19 tháng 6 năm 2017 là giá một Bitcoin là 2549. Yeah. 19 tháng 7, xin lỗi, 19 tháng 6, 2017. Và đến 19 tháng 12, là từ tháng 6 cho đến tháng 12 là trong vòng 6 tháng, là từ 2.000 mấy lên 19.000 mấy. Có phải nữa. Nó lên gần chục lần, đúng không ạ? Về trong giai đoạn này lên rất mạnh, đúng không? Theo các anh chị có rủi ro không? Chắc cũng là không, đúng không? Còn trong giai đoạn này nó lên đỉnh là 19.118, thì sau đó trong thời gian rất ngắn và nó xuống. Chỉ còn có 3.468 là tới 29 tháng 1, là trong vòng có một tháng nó từ gần 20.000 xuống còn có 3.000 mấy trong vòng một tháng thôi. Vậy nếu mà như các anh chị nói như thế thì giai đoạn này là giai đoạn rủi ro, đúng không ạ? Thì liệu như nói như thế là có đúng hay không? Thì bây giờ chúng ta vào cái chương lợi nhuận và rủi ro. Và sáng nay tôi cho các anh chị xem cái cổ phiếu của Apple. Đây, cổ phiếu của Apple. Đây, cổ phiếu của Apple. À, một giai đoạn rất là dài là cổ phiếu Apple nó khá ổn định. Rồi, sau đó là nó lên khá cao. Đây là thời điểm 31 tháng 8 năm 2018 là nó lên tới đỉnh trong giai đoạn đó là 56,91 đô la một cổ phiếu. Nó tăng rất nhanh. Thì các chị biết là báo cáo tài chính của Mỹ là nó khác Việt Nam. Việt Nam chúng ta là báo cáo vào ngày 31 tháng 12, đúng không? Còn họ thì báo cáo vào tháng 9, à, cuối tháng 9. À, bởi vì cái năm tài chính của họ nó khác với năm hành chính, là nó báo cáo theo cái cuối quý 3. À, thì cuối quý 3 các anh chị thấy là giai đoạn này là nó lên 5691 là cuối tháng 8, đúng không? À, nhưng mà tới 28 tháng 9 này
Để tôi chọn 5 năm cho dễ coi, các anh chị dễ xem. Đây. Thì cuối tháng 9 là nó có nó là 50 56 44 đúng không? Nó cũng rất là cao. Nhưng mà sau khi báo cáo xong thì bắt đầu nó giảm. Và nó giảm liên tục nè. Các chị thấy nó giảm liên tục đúng không ạ? Và là nó từ 56 phết mấy nó xuống còn có 36, 37 phết mấy là nó giảm gần 40%. Thì các anh chị biết đó là đây là lần đầu tiên Apple họ báo cáo tài chính mà họ không có nêu chi tiết các cái sản phẩm doanh số của các sản phẩm của họ. Thì các anh chị biết là trong kinh doanh thì đặc biệt là những ngành công nghệ cao đó, mà nếu chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào một sản phẩm thì công ty rủi ro rất cao, mà phụ thuộc nhiều hay không thì người ta nói là nếu một sản phẩm mà chiếm từ 70% doanh thu trở lên, chiếm từ 70% doanh thu trở lên thì sẽ rất là rủi ro. Thì lúc đó người ta tính toán là cái sản phẩm iPhone nó chiếm gần 80% doanh thu của Apple, trong khi những sản phẩm khác như MacBook hay là iPod, iPad rồi này đó là nó chỉ chiếm hơn có 20% thôi. Còn sản phẩm iPhone là sản phẩm nó chiếm quá nhiều. Cho nên Apple trước đây thì nó báo cáo chi tiết, nhưng mà tới năm đó nó không báo cáo chi tiết nữa. Cho nên người ta sợ là cái iPhone nó bị ảnh hưởng. Cái doanh thu của nó không được tốt cho nên Apple không báo cáo. Vì vậy là cái làn sóng bán tháo cái cổ phiếu Apple tăng lên, cho nên nó từ 56 phút mấy nó xuống còn 30 ba mấy trong vòng có 2-3 tháng nha. Nó xuống còn ba mấy và nó xuống rất là thấp. Thì các anh chị biết đó, là Apple nó nói là nó không phụ thuộc quá nhiều, nó không tới iPhone nó không tới 80% mà nó chỉ có 69% thôi. Thì thật ra 69 với 70% thì nó cũng như nhau thôi, là nó rất là phụ thuộc. Vì vậy thì một công ty mà phụ thuộc quá nhiều vào một cái sản phẩm thì các anh chị thấy là cái đường thời gian, xin lỗi, cái đường giá của Apple các anh chị thấy là gì? Nó lên xuống rất là thất thường đúng không? Là nó lên rất nhanh và nó xuống cũng dựng đứng. Ví dụ như giai đoạn này thì các anh chị thấy lên 177 phải không? Thì sau đó có thời gian rất là ngắn thì nó xuống còn có 129. Các anh chị thấy trên là rất lớn đúng không? Cho nên cái độ dốc nó rất là cao, đi lên cũng rất là nhanh và đi xuống cũng rất nhanh. Và sau khi nó xuống tới cái mức rất là thấp là 129 thì trong giai đoạn này nó lại lên rất là nhanh. Thì các anh chị biết là giai đoạn này là giai đoạn dịch COVID nè, từ năm 2020 thì các anh chị biết là COVID nó ảnh hưởng khá lớn ở Mỹ đúng không ạ? Thì các anh chị thấy là ở mức này là mức mà nó thấp nhất, đó là 57 trong giai đoạn đó, là vào tháng 3, 20 tháng 3 thì cái tin COVID thì các anh chị thấy là nó đang lên đỉnh đây và nó xuống rất là nhanh trong giai đoạn rất ngắn. Đến 20 tháng 3 nó xuống rất là thấp, nhưng mà sau đó thì nó lên liên tục đúng không ạ? Nó lên liên tục và nó xuống một thời gian và sau đó nó lên nữa, và xuống một thời gian ngắn và sau đó nó lên nữa. Như vậy trong cả cái giai đoạn này, đây cả cái giai đoạn này nè, tới đây là các anh chị thấy nó đi lên đúng không ạ? Còn cái giai đoạn này thì nó lên xuống thất thường. Thì các anh chị biết là trong giai đoạn dịch đó,
thì cái nhu cầu mà người ta mua sản phẩm về công nghệ nó cao, vậy bởi vì người ta làm việc ở nhà nhiều cho nên là đẩy cái giá lên rất cao. Sau đó thì sao, tới cuối năm 21 thì cơ bản là đã khống chế được dịch ở Mỹ, cho nên là bắt đầu nó có những dấu hiệu đi suy giảm xuống, nhưng mà sau đó thì nó lại lên thất thường, xuống cũng thất thường, đúng không ạ? Và từ đó thì sao đi lên, thì các chị thấy là hồi nãy chúng ta nói là gì, giai đoạn mà đi lên là chúng ta có lãi, là không rủi ro, còn giai đoạn mà nếu mà chúng ta kinh doanh thua lỗ thì rủi ro, đúng không ạ? Thì liệu có đúng hay không? Thì bây giờ cái chương này, thì mục tiêu của chương này nó giúp cho chúng ta xác định được lợi nhuận của một cổ phiếu là gì, đó là mức cao nhất hay là mức trung bình hay là mức thấp nhất, rồi rủi ro một cổ phiếu đo lường như thế nào, và chúng ta đo lường lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư và rủi ro thị trường của một cổ phiếu, cũng như chúng ta nghiên cứu về cái mô hình định giá tài sản vốn. Đây là cái mô hình được giải Nobel về kinh tế vào năm 91, 92 gì tôi quên mất rồi. Thì đây là mô hình rất đơn giản nhưng mà vẫn có giá trị cho đến ngày nay để chúng ta định giá những cái tài sản vốn, ví dụ như cổ phiếu, trái phiếu khi mà đầu tư. Thì nếu mà trước tiên chúng ta nói về lợi nhuận, thì lợi nhuận khi đầu tư vào một chứng khoán, đặc biệt là một cổ phiếu, thì chúng ta có lợi nhuận từ hai phần, đó là từ cổ tức. Thế thì từ cổ tức thì chúng ta lấy cổ tức chia cho giá mà chúng ta mua, thì đó là tỷ suất lợi nhuận từ cổ tức. Và cái thứ hai đó là lợi nhuận từ chênh lệch vốn, là chúng ta chênh lệch giữa giá mua và giá bán thì chia cho giá bán trừ giá mua, chứ xin lỗi, chia cho giá mua thì nó sẽ ra là cái chênh lệch giá. Thì hai cái này cộng lại đó là cái tỷ suất lợi nhuận của việc đầu tư vào một cái chứng khoán cụ thể nào đó. Thì giả sử như chúng ta có một cổ phiếu có giá là 37.000, cổ tức được chia trong năm là 1.850 đồng, giá cổ phiếu vào thời điểm cuối năm là 40.330 đồng. Như vậy tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu đó là gì? Chúng ta lấy cổ tức chia cho giá là 5%, và chúng ta lấy chênh lệch vốn là 9%. Như vậy tổng cộng khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu này trong năm thì lợi nhuận của chúng ta là 14% nha. Đây là 14%. Thì lợi nhuận kỳ vọng của một cổ phiếu thì rất nhiều anh chị nghĩ là lợi nhuận kỳ vọng đó là cái mức cao nhất. Như các anh chị nên nhớ, bây giờ khoan tôi hỏi, khi các anh chị mua vé số thì các anh chị kỳ vọng cái gì? Anh chị nào cho tôi biết, khi các anh chị mua vé số các anh chị kỳ vọng cái gì? Trúng số này. Cái đó là các anh chị mơ ước thôi chứ không phải các anh chị kỳ vọng. Tại vì sao? Tại vì khi mà các anh chị mua vé số xong chiều mà dò mà trật, các anh chị có thất vọng không? Không. Nhưng mà khi các anh chị chiều mà các anh chị trúng cái số đầu thôi, các anh chị cũng vui. Bởi vì khi các anh chị mua vé số thì các anh chị có mơ ước là một ngày nào đó thì mình trúng số để đổi đời chẳng hạn như thế. Nhưng mà các anh chị biết là cái khả năng đó rất là thấp. Cho nên khi các anh chị trúng 100.000 các anh chị cũng vui. Thế chứ không phải là, nói chung trúng cái gì các anh chị cũng vui, chỉ trừ trúng an ủi là các anh chị không vui thôi, tại vì các anh chị tiếc nuối. Nhưng mà khi mà chiều mà dò mà trời thì các anh chị thấy bình thường thôi. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị kỳ vọng là gì? Là khó trúng. Cho nên cái chuyện mà trật là bình thường. Cho nên là chúng ta, mặc dù chúng ta nói về mua vé số thì nó không phải là đầu tư, mà đó là chúng ta mơ ước đổi đời thôi. Còn khi đầu tư thì hiếm có ai mà kỳ vọng cái mức cao nhất. Bởi vì sao?
đầu tư mà giống như mua vé số là không ai, là các anh chị chết liền. Thì cái khả năng mà hòa vốn là rất là thấp, cái khả năng hòa vốn là rất là thấp, bởi vì các anh chị muốn trúng được cái lô đầu thì cái xác suất là 1%. Mà nếu mà các anh chị kinh doanh mà các anh chị kỳ vọng chỉ 1% đạt được cái trúng 100.000, còn nếu mà trúng đặc biệt là 1/1 triệu thì các anh chị có phải là các anh chị sẽ mất hết vốn không? Cho nên đó, trong đầu tư là các anh chị sẽ kỳ vọng những cái khả năng dễ xảy ra nhất đối với mình, còn nếu nó tốt hơn thì càng tốt, nhưng các anh chị sẽ kỳ vọng những cái gì dễ xảy ra nhất, là dễ đạt được nhất. Cho nên đó, nếu mà không đạt được các anh chị sẽ thất vọng, còn nếu đạt tốt hơn các anh chị sẽ vui, và không đạt thấp hơn các anh chị sẽ buồn. Đó là các anh chị kỳ vọng cái mức mà dễ xảy ra nhất, chứ không phải là giống như vé số mà mình kỳ vọng, mua vé số mà mình kỳ vọng là trúng độc đắc. Đó là mình mơ ước thôi, chứ không phải mình kỳ vọng. Còn mình kỳ vọng là nó không trúng. Cho nên chiều mà các anh chị dò và các anh chị thấy trật, đó là bình thường. Nhưng mà trúng cái dãy nào các anh chị cũng vui hết. Bởi vì các anh chị thấy là gì? Cái điều đó là điều khó xảy ra. Cho nên trong đầu tư thì người ta sẽ không làm giống như mua vé số, bởi vì cái xác suất trúng vé số nó rất là thấp, và cái khả năng thất bại nó cao hơn rất là nhiều so với cái khả năng thành công. Còn trong kinh doanh thì các anh chị sẽ kỳ vọng những cái gì dễ xảy ra nhất. Vì vậy trong kinh doanh là người ta sẽ không kỳ vọng cái mức cao nhất, bởi vì cái mức cao nhất có thể xảy ra, ví dụ như gì, trong kinh doanh tự nhiên đầu vào nó giảm giá hết, mà đầu ra thì nó tăng giá hết, rồi đối thủ cạnh tranh nó chết hết, rồi nhà nước tự nhiên giảm thuế cho mình, một mình kinh doanh, thì cái này các anh chị thấy là có phải lời rất nhiều không? Nhưng cái xác suất nó xảy ra như thế là có phải cực kỳ thấp không? Chỉ trừ khi chúng ta là ngành độc quyền thôi. Nhưng mà ngành độc quyền chắc là chúng ta đã quyết định được cái giá bán, chúng ta cũng bị khống chế, và cái giá mua đầu vào cũng chưa chắc nó đã giảm cho chúng ta. Cho nên cái xác suất đó là cực kỳ hiếm xảy ra. Cho nên các chị sẽ không kỳ vọng cái mức đó, mà các chị sẽ kỳ vọng những cái gì dễ xảy ra nhất, có khả năng, có khả thi nhất, và nó có thể dễ xảy ra nhất. Người ta gọi đó là có cái tính khả thi cao. Đó mới là gọi là kỳ vọng ha, chứ không phải là kỳ vọng đó là cái mức cao nhất. Cái đó là mơ ước thôi nha các anh chị. Chúng ta phải phân biệt giữa mơ ước và kỳ vọng. Thì kỳ vọng nó phải là có cái tính khả thi. Thì trong cái tính toán lợi nhuận kỳ vọng của một cổ phiếu thì người ta sẽ tính là xác suất của từng cái khả năng nhân cho cái lợi nhuận của từng khả năng đó, thì nó sẽ ra cái lợi nhuận bình quân. Thế lợi nhuận bình quân đó là cái lợi nhuận mà có khả năng xảy ra nhất và có tính khả thi cao. Và nếu mà đạt tốt hơn thì các anh chị sẽ mừng, còn thấp hơn thì các anh chị sẽ buồn. Và cái mức kỳ vọng đó là cái mức dễ xảy ra nhất và có tính khả thi cao, thì đó là lợi nhuận bình quân ha, chứ không phải là lợi nhuận ở cái mức cao nhất. Thì trong đây BT là, B là xác suất, còn R đó là lợi nhuận kỳ vọng của tình huống T. Thì ví dụ như trong cái bài này chúng ta có ba cái khả năng có thể xảy ra, đó là gì? Nền kinh tế tăng trưởng, nền kinh tế bình thường và nền kinh tế suy giảm trong sắp tới. Và cái xác suất xảy ra của mỗi cái tình huống là như thế này, và tổng xác suất phải bằng 100%. Ở đây là vòng 1. Ví dụ như chúng ta có hai công ty A và B, cổ phiếu công ty hai, thì anh công ty A nếu nền kinh tế mà sắp tới mà tăng trưởng tốt thì anh sẽ đạt được lợi nhuận là 100%. Nếu bình thường thì anh đạt lợi nhuận là 15%. Và nếu mà suy giảm thì anh sẽ lỗ 70%. Trong khi công ty B thì nếu mà kinh tế tốt thì anh lời 20%, bình thường thì anh lời 15%, và nếu mà nền kinh tế suy giảm thì anh lời 10%. Thì ví dụ như thế này thì chúng ta sẽ tính bình quân nó như thế nào. Thì bình quân thì nãy có công thức tính bình quân là gì? BT nhân RT đúng không? Thì chúng ta có B đây, RT đây, thì chúng ta sẽ có cái cột BT nhân RT. Thì chúng ta lấy anh này nhân cho anh này, 20% nhân cho 0,3 thì ra 6%. Ở đây đơn vị là phần trăm luôn. Còn này là 30. Thì cuối cùng hai anh cộng lại có lợi nhuận kỳ vọng bằng nhau. Hai này có lợi nhuận kỳ vọng bằng nhau, hai cổ phiếu này. Thì liệu ở đây hình như có sự nhầm lẫn đây. Cái này tôi sửa lại thành B nghe các anh chị. Đây là cho giống bên kia.
Thì hai cổ phiếu này nó có lợi nhuận kỳ vọng bằng nhau. Thì liệu hai công ty này có lợi nhuận kỳ vọng bằng nhau thì cái rủi ro nó có bằng nhau hay không? Thì ở trong năm dân gian chúng ta hay nói là lợi nhuận cao thì rủi ro cao, hay là rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Thì ở đây chúng ta sẽ xem xét. Thì thông thường á, là anh nào có tiềm ẩn rủi ro cao thì sẽ có lợi nhuận kỳ vọng cao. Ha, nó phải tiềm ẩn rủi ro cao thì nó sẽ có lợi nhuận kỳ vọng cao. Còn anh nào có tiềm ẩn rủi ro thấp thì cái lợi nhuận kỳ vọng thấp. Chứ không phải là lợi nhuận thấp thì rủi ro thấp, mà anh nào phải có cái rủi ro kỳ vọng hay cái rủi ro tiềm ẩn. À, còn nếu mà cái gì đã xảy ra rồi thì không còn gọi là rủi ro nữa, mà đó là sự thật. Còn cái gì mà nó chưa xảy ra thì người ta mới gọi là cái rủi ro. À, thì cái gì mà nó tiềm ẩn cao thì người ta sẽ có lợi nhuận kỳ vọng cao. Còn nếu mà cái nào có rủi ro cao, xin lỗi, cái nào có rủi ro kỳ vọng, cái rủi ro tiềm ẩn thấp mà lợi nhuận cao, thì có phải nhiều người nhảy đổ xô vào kinh doanh ở lĩnh vực đó đúng không ạ? Thì nếu mà nhiều người đổ xô vào kinh doanh thì nó sẽ kéo cái lợi nhuận xuống. À, đến một cái mức nào đó thì người ta sẽ không đổ vào nữa, thì nó đạt cái điểm cân bằng. Cho nên đó, là trong thực tế cuộc sống thì cái anh nào mà có lợi nhuận tiềm ẩn thấp mà lợi nhuận cao thì người ta sẽ nhào vào cái người ta đầu tư, và cuối cùng nó sẽ kéo cái lợi nhuận xuống ha. Thì bây giờ chúng ta đã tính xong được cái phần mà lợi nhuận kỳ vọng, bây giờ chúng ta qua phần rủi ro. Thì hồi nãy bạn mình nói là gì, là cái giai đoạn mà tăng trưởng, giá tăng trưởng cao thì không có rủi ro, thì liệu có đúng hay không? Thì đúng với cái quan điểm truyền thống, là cái quan điểm hồi xưa đó, hay cái quan điểm hồi xưa đó là gì? Rủi ro đó là nguy cơ gây ra những tổn thất, hay khi nào có tổn thất thì mới gọi là rủi ro. Còn nếu mà gây ra cái lợi ích thì nó không có rủi ro, chừng nào nó gây ra cái tổn thất mới gọi là rủi ro. Có nghĩa là mình đầu tư thua lỗ là những cái giai đoạn mà giá đi xuống thì mình mới gọi là rủi ro. Thì trong đầu tư chứng khoán thì nếu mà đầu tư mà thua lỗ thì mới gọi là rủi ro ha, hoặc là lợi nhuận thực tế thấp hơn lợi nhuận kỳ vọng thì nó mới gọi là rủi ro. Còn nếu lợi nhuận thực tế cao hơn lợi nhuận kỳ vọng thì không gọi là rủi ro. Thì đây là quan điểm truyền thống. Tuy nhiên trường phái hiện đại thì người ta quan điểm là gì? Rủi ro vừa mang tính tích cực mà vừa mang tính tiêu cực. Có nghĩa là gì? Không phải nó xảy ra tổn thất mới gọi là rủi ro, mà trong giai đoạn nó mang lại lợi nhuận cũng là rủi ro. Có nghĩa là gì? Miễn nó khác với cái kỳ vọng, là nó khác tiêu cực hay nó khác tích cực đều là rủi ro. Bây giờ quay lại cái ví dụ hồi nãy. Bây giờ quay lại cái ví dụ mà hồi nãy về Tesla đi. Đây. Cái giai đoạn này là nó cao đúng không? Và sau đó nó xuống tới 40%. Thì nếu mà các anh chị biết là gì? Nếu giai đoạn này liên tục, các anh chị mua ở đây. Thế giai đoạn này nó lên, các anh chị không bán, nhưng mà sau đó tới giai đoạn này nó xuống, các anh chị bán. Có phải các anh chị lỗ không? Ví dụ như mua ở đây 51, sau đó lên và nó liên tục xuống, và các anh chị chịu không được nữa, các anh chị bán, có phải lỗ không? Còn là giai đoạn này, nó đang đi lên, các anh chị mua ở đây, nó lên, 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 lên tới đây. Sau đó nó xuống tới đây. Rồi các anh chị bán. Tại vì đâu phải lúc nào nó lên, các anh chị cũng biết là nó lên tới đỉnh. Rồi để các anh chị bán có lời, các anh chị chốt có lời. Và nhiều khi là tới đỉnh rồi các anh chị không hay, nhưng mà sau đó nó liên tục xuống. Và các anh chị, đặc biệt những người lướt sóng mà không có vốn, thì đôi khi phải đi vay, hoặc là sử dụng những cái nghiệp vụ mà ứng trước đồ này nọ, short đồ này nọ, thì bắt buộc là tới thời hạn đó là phải bán. Thì giả sử như đây chưa tới thời hạn thì các anh chị chưa bán, nhưng mà sau đó tới đây tới thời hạn các anh chị buộc phải bán, có phải các anh chị lỗ không?
Hoặc là các chị mua ở đây. Ví dụ như mua ở đây, lên tới đây đi. Đây. Giai đoạn này các chị mua, bởi vì nó lên liên tục các chị mua, mua ở đây. Sau đó các chị thấy là tới đây là tới đỉnh. Vào thời điểm đó là 179 đô. Sau đó thì nó cứ lên xuống mà nó không tới tới đỉnh nữa. Và tới một thời gian rất dài đúng không? Cũng không lên tới đỉnh. Rồi tới đây các chị thấy là đến giai đoạn các chị phải thanh toán nợ. Thì các chị bán nó còn có 129. Như vậy là các chị thấy là có lúc nó lên rất là cao so với kỳ vọng và có những lúc nó xuống rất là thấp với kỳ vọng. Thì những cái cổ phiếu mà nó lên với cái dốc rất cao, dốc rất đứng và nó xuống với cái dốc rất đứng như thế này, đây là những cổ phiếu là rủi ro rất là cao. Nếu mà các anh chị đầu tư, các anh chị có tiền, các anh chị đầu tư trong giai đoạn dài giống như Warren Buffett, thì ông đầu tư vào năm 2018, ông đầu tư vào cái giai đoạn là khoảng tháng 6 2018 đó, bắt đầu ông đầu tư. Thì sau đó nó xuống, nhưng ông vẫn không bán, ông để. Và sau đó nó cứ thăng trầm liên tục, nhưng mà ông cũng không bán, tại vì ông đầu tư, chứ không phải ông đầu cơ. Thì các anh chị thấy là đến hiện nay là cổ phiếu Apple nó lên đỉnh, đó là 193,97 đô la. Thì nếu mà các anh chị thấy là nó lên xuống liên tục, thì các anh chị biết là đâu ai biết trước, nhìn bây giờ mình mới biết, nhưng mà có những lúc nó xuống liên tục, thì đôi khi các anh phải cắt lỗ, thì các anh chị bán, thì các anh chị sẽ gặp thua lỗ. Hoặc là như trong cái bài Bitcoin này, tôi còn nhớ là vào vào thời điểm này, vào năm 2017, tôi có thằng học trò và cái giai đoạn nó lên liên tục nè. Thì ông sếp, các anh chị thấy là nó lên dựng đứng đúng không? Giai đoạn này nó lên dựng đứng nè. Thì ông sếp nó làm bên kế toán. Ông sếp nó kêu nó bỏ cái việc làm kế toán mà tập trung vô để vay ngân hàng cho ổng rồi để đầu tư Bitcoin. Nó hỏi tôi thì tôi nói là gì? Nó đã lên quá thì nguyên tắc của thị trường là gì? Khi lên tới đỉnh thì nó sẽ xuống. Và đặc biệt là những cái rủi ro liên quan đến pháp lý. Thì nó hỏi tôi thì tôi có nói là gì? Nó đã lên quá rồi, coi chừng là mai mốt nó xuống thấp. Thì các anh chị thấy đi, sau đó nó xuống dựng đứng đúng không? Ở đây là thời điểm 19 tháng 12 năm 2017, nó lên gần 20 ngàn một Bitcoin. Và và sau đó nó xuống dựng đứng. Các anh chị thấy là trong vòng tới tháng 1, thì tới tháng 2 nó xuống liên tục, nó xuống không có lên luôn. Đây. Và sau đó nó xuống chỉ còn cái gì? Có 3.000 mấy. Từ 19.000 mấy tới 3.000 mấy. Thì lúc đó nó nghe lời tôi, cho nên nó không có, nó bỏ công ty nó đi, nó không đầu tư nữa. Nó không đầu tư vào Bitcoin tại vì nó sợ. Thì các chị thấy là sau một năm thì từ 19.000 mấy nó chỉ còn có 3.000 mấy. Thì hôm trước ngồi khi mà Bitcoin nó lên 60 mấy ngàn, đây cái giai đoạn lên đỉnh nhất của nó là 66.900, gần 67 ngàn đúng không, vào thời điểm tháng 11 năm 2021, thì có một đứa học trò ngồi uống cà phê với nhau, nó nói mày mà hồi đó mày đừng nghe lời thầy á thì mày thấy là lời khẩm rồi, từ 20 ngàn mà lên tới 67 ngàn. Nhưng mà sao nó không nghĩ là gì, cái giai đoạn này các anh chị có dám mà các anh chị duy trì hay không? Và khi các anh chị vay ngân hàng từ 2017, mà đây là giai đoạn là tới năm ấy, 21, 4 năm đúng không? Các anh chị có biết trước và dám, các anh chị tới mấy ngàn này các anh chị còn dám giữ không? Và các anh chị thấy là nó lên xuống liên tục, đúng không? Nó lên xuống liên tục. Thì các anh chị có giữ hay không? Hay là lúc đó các anh chị phải trả nợ ngân hàng? Cho nên đó là không nói trước được. Nhưng mà các anh chị thấy là cái biên độ của nó rất cao. Ví dụ như ở đây là 14 tháng 4, 21 nó lên 63 ngàn, sau đó tới tháng 7 nó chỉ còn 33 ngàn. Có phải là từ 63 ngàn xuống 33 ngàn mà nó xuống liên tục? Các anh chị mà không có tiền trong tay mà các anh chị đi vay để các anh chị đầu tư, thì các anh chị liệu
có dám ngồi một chỗ mà chờ nó hoài không? Cho nên sau này khi các anh chị nhìn thấy rồi, các anh chị mới dễ nói. Nhưng mà các anh chị thấy là từ đây nó xuống tới vực sâu ở đây, đúng không? Nó xuống tới vực sâu ở đây và nó lên đỉnh nữa, và sau khi lên đỉnh xong nó còn có nhiêu đây, còn 10 mấy ngàn, 16 ngàn, từ 6-17 ngàn nó xuống còn 16 ngàn. Như vậy trong cái giai đoạn này các anh chị có dám chắc là các anh chị giữ được hay không? Và hiện nay nếu các anh chị giữ tới hiện nay thì bây giờ nó mặc dù nó lên nhưng mà lên còn 30 ngàn, trong khi cái lúc đỉnh của nó là 67 ngàn, đúng không ạ? Cho nên trong cái quan điểm về kinh tế học hiện đại thì những anh nào mà có cái sự thay đổi khác xa với kỳ vọng, không cần biết là khác tiêu cực hay khác tích cực, đều rủi ro. Bởi vì các anh chị biết là khi nó lên rồi nó sẽ xuống, cho nên trong cái giai đoạn nhìn ở đây thì nó lên thì nó vẫn là rủi ro, bởi vì chúng ta biết là cái gì mà lên nhanh quá thì nó cũng sẽ xuống rất nhanh, đó là nguyên tắc. Cái gì mà nó lên nhanh quá thì nó sẽ xuống rất là nhanh, cho nên đó là cái sự rung lắc của nó rất là lớn, đúng không ạ? Cho nên đó, mình không thể nào nhìn giai đoạn này mình gọi là không rủi ro, mà tại vì mình không thể nào đầu tư mà biết lúc nào nó lên đỉnh và lúc nào nó xuống đáy. Mặc dù chúng ta cũng cố gắng bắt đáy, bắt đáy xong nếu giai đoạn này chúng ta bán có phải chúng ta mất rất nhiều không, sau đó nó lên lên lại rất cao nữa và sau đó nó xuống lại rất thấp. Và hiện nay chúng ta cũng thấy là rất nhiều nhà dự báo tư vấn của họ cũng không biết nó sẽ đi tới đâu, giống như giá vàng thôi. Năm 2008 thì hai công ty tư vấn lớn, thì có công ty nói là không vượt quá 1.000 và có công ty nói vàng vượt quá 2.000, thì các anh chị thấy là cái sự chênh lệch giữa dự báo là nó rất là lớn. Và người ta nhìn vào cái rồi như thế này, người ta gọi đây là cái sản phẩm mà có rủi ro rất là cao, bởi vì khi mà lên lên rất cao rất nhanh và giảm giảm rất nhanh, và nó khác rất là xa so với kỳ vọng. Thì nếu mà chúng ta may mắn thì chúng ta được cái khác xa kỳ vọng tích cực thì chúng ta lời nhiều, còn chúng ta không may mắn thì chúng ta sẽ lỗ nhiều. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là gì? Lời rồi chúng ta có biết bán cắt lỗ hay không, hay là gì? Tôi lấy ví dụ như thế này, các anh chị mua ở đây nó lên tới đây, các anh chị thấy lời nhiều rồi, đúng không ạ? Khi mà mua 5.000 mà nó lên tới 20.000, các anh chị bán không? Nhiều khi các anh chị chờ không tới 20 nữa, 5.000 mà lên tới 10.000 thì bán mất rồi. Thì có phải là tới đây các anh chị cảm thấy tiếc nuối không? 26.000. Và nếu lên tới 26.000 các anh chị bán thì qua vài bữa sau nó xuống còn ở đây là nó lên tới 40.000, các anh chị thấy tiếc, nhưng mà sau đó nó lại xuống còn 3 mấy ngàn, 32 ngàn, rồi sau đó nó lại lên một cách rất là nhanh chóng nữa. Thì các anh chị biết là gì? Đôi khi mình đầu tư mà mình thấy nó lên lên quá nhanh thì mình đã bán, nhưng mà bán nhiều khi bán xong nó lên tiếp, mình sẽ ngồi mình cũng thấy là gì, đó cũng là cái rủi ro của mình. Mình thấy sẽ thấy tiếc nuối, phải mình giữ lại nữa. Nhưng mà giữ lại nữa rồi tới cái đỉnh mà không bán thì sau đó nó sẽ xuống đáy, đúng không ạ? Cho nên đó, quan điểm về kinh tế hiện đại là người ta nói là gì, rủi ro đó là những cái gì khác xa với kỳ vọng thì nói là rủi ro, chứ không phải là chỉ có những cái tổn hại mới gọi là rủi ro, mà trong giai đoạn mà nó mang lại cái lợi nhuận cao mà khác xa kỳ vọng, nó cũng là một cái dạng rủi ro. Các anh chị đồng ý với cái quan điểm này không? Thì đo lường rủi ro bằng cái gì? Thì đo lường rủi ro là người ta sẽ đo lường cái sự chênh lệch hay cái sự sai khác so với lợi nhuận kỳ vọng. Thì cái sự sai khác càng lớn thì cái rủi ro càng cao. Thì chúng ta sẽ đo lường bằng cái gì? Bằng phương sai và độ lệch chuẩn. Phương sai đó là bình phương của sai khác, còn độ lệch chuẩn đó là căn bậc hai của phương sai ha. Thì và đó là bình là phương sai, đó là bình phương của sự sai khác.
thì chúng ta sẽ lấy là lợi nhuận của từng cái tình huống trừ cho lợi nhuận kỳ vọng bình phương nhân cho xác suất xảy ra ha, chúng ta dễ nhớ và chúng ta tính căn vận hai. Thì tiếp theo bài nãy thì chúng ta tính RT trừ R ngang bình phương nhân cho BT. Đây là phần 10.000 ha. Mình không cần phải đưa về phần trăm. Ở đây phần trăm là ở đây RT là phần trăm. Bây giờ RT phần trăm trừ R ngang của phần trăm bình phương lên thì nó thành phần 10.000. Phần 10.000 mình lấy căn bậc 2 nó sẽ trở thành phần trăm. Thì ở đây chúng ta thấy là phương sai của A là 15 phần 10.000. Còn của B đó là 4.335 phần 10.000. Và chúng ta lấy căn bậc 2 thì nó còn 3,87% và 65,84%. Thì các anh chị thấy là B có phương sai lớn hơn so với A. Thì có phải là B rủi ro cao hơn hay không? Thì phương sai đó là cái sự sai khác. Tuy nhiên phương sai vẫn không phải là cái tiêu chuẩn hoàn toàn phù hợp để đánh giá về rủi ro. Bởi vì chúng ta biết là gì? Ví dụ như thế này, phương sai của X là 20%, của Y là 30%, có nghĩa là phương sai của Y lớn hơn của X đúng không ạ? Liệu Y có rủi ro cao hơn X hay không? Thì chúng ta nhìn vào đây, lợi nhuận kỳ vọng của X là 10%, lợi nhuận kỳ vọng của Y là 70%. Như vậy khi mà lợi nhuận lệch một độ, thế là lợi nhuận kỳ vọng mà lệch một độ, có nghĩa là khi chúng ta kỳ vọng mà nó thực tế nó lệch so với chúng ta một độ là cộng trừ một đó, thì X là xấu nhất là nó lỗ, xấu nhất là nó bị âm 10% và tốt nhất nó sẽ lời 30%. Còn anh này lệch một độ thì kém nhất ảnh cũng lời được 40%, còn nếu tốt nhất anh lời được tới 100%. Bây giờ là 2 độ thì anh này kém nhất là anh lỗ 30%, còn anh này là 5%, còn anh này vẫn chưa lỗ. Cho nên là anh này mặc dù có độ lệch chuẩn lớn nhưng mà anh lại ít rủi ro hơn anh này ha. Anh này có độ lệch chuẩn lớn nhưng mà anh lại ít rủi ro hơn anh này, bởi vì khi mà chúng ta phán đoán sai tới 2 độ mà chúng ta vẫn chưa lỗ nhưng mà chúng ta lời rất là nhiều ha. Kém nhất chúng ta cũng lời được 10%, còn anh này đã lỗ ha, lệch một độ thôi anh đã lỗ rồi, và tốt nhất anh vẫn không lời nhiều bằng anh này. Cho nên đó, là rủi ro thì nếu mà chúng ta nhìn vào độ lệch chuẩn thì có thể chúng ta sẽ phán đoán sai lầm. Vì vậy chúng ta có một cái chỉ tiêu để đo lường về cái rủi ro của một cổ phiếu, đó là hệ số biến thiên, đó là CV. Thì biến thiên bằng độ lệch chuẩn chia R kỳ vọng thì cho thấy là gì, 1% lợi nhuận gánh bao nhiêu độ lệch, 1% lợi nhuận nó gánh bao nhiêu đô lệch. Thì như vậy CV càng lớn thì rủi ro càng cao ha, CV càng lớn thì rủi ro càng cao. Thì quay lại bài này, cái ví dụ này thì chúng ta thấy là CV của X là 2 trong khi CV của Y chỉ có 0,43, cho nên anh này lệch có hệ số biến thiên nhỏ hơn rất là nhiều so với anh này. Vì vậy anh này ít rủi ro hơn mặc dù có độ lệch chuẩn lớn hơn nha. Còn bài chúng ta hai anh, bài chúng ta là hai anh này ảnh có cùng cái lợi nhuận kỳ vọng là 15% đúng không ạ? Đây lợi nhuận kỳ vọng bằng 15%, cho nên anh nào có độ lệch lớn hơn thì anh đó sẽ rủi ro. Nhưng mà nhìn vào đây mình cũng thấy là gì, anh B anh rủi ro cao hơn đúng không? Tại vì tốt thì anh tốt dữ lắm mà xấu thì cũng xấu dữ lắm, mặc dù là lợi nhuận kỳ vọng bằng nhau. Thì quay lại bài này thì chúng ta thấy là B của rủi ro cao hơn so với A. Bây giờ chúng ta qua, đó là lợi nhuận của một cổ phiếu. Như thông thường khi chúng ta đầu tư chứng khoán, không nên đầu tư vào một cổ phiếu duy nhất, bởi vì chúng ta phải đa dạng quá rủi ro, đa dạng quá danh mục. Cho nên là chúng ta phải đầu tư vào nhiều cái cổ phiếu, người ta gọi đó là một cái danh mục đầu tư. Vì vậy chúng ta phải tính được cái lợi nhuận kỳ vọng của một cái danh mục đầu tư và một cái rủi ro kỳ vọng của một cái danh mục đầu tư. Thì muốn tính như thế thì chúng ta sẽ có hiệp phương sai là covariance, thì tắt là COV.
hoặc là sigma AB. Thì phương sai đó là phương sai là cái sự sai khác của hai cổ phiếu A và B. Hiệp đó là anh này phối hợp với anh kia, giống như trong quân đội thì chúng ta có gọi là hiệp đồng tác chiến, thấy không? Hiệp đồng là khác với hợp đồng, đúng không? Thì phân sai thì chúng ta chỉ cần nhớ là gì, đó là cái sự sai khác mà phối hợp giữa hai cái cổ phiếu, cho nên RA trừ R ngang, còn RB trừ R ngang B, thì đó là ra cái hệ phương sai. Thì hệ phương sai dùng để xác định được cái hệ số tương quan. Thì cái này đọc là rho, cái này đọc là rho, này đọc là rho, rho AB thì bằng hệ phương sai của AB chia cho sigma A chia sigma B, hoặc là sigma AB chia sigma A nhân sigma B. Thì hệ phương sai ý nghĩa của nó là gì? Là sự thay đổi về tỷ suất lợi nhuận của một cổ phiếu thì sẽ bằng rho nhân cho sự thay đổi của cổ phiếu kia. Tôi lấy ví dụ như A thay đổi, nếu rho bằng 2, xin lỗi, rho bằng 0,2, nếu mà rho bằng 0,2 thì có nghĩa là khi mà A thay đổi 1%, khi A thay đổi 1% thì B sẽ thay đổi là 0,2%, đó là 2 nhân 1%, 0,2 nhân cho 1%, có nghĩa là khi A tăng 1 thì B tăng 0,2, còn nếu A giảm 1 thì B sẽ giảm 0,2, ví dụ như thế. Thì rho nó sẽ có giá trị là từ trừ 1 cho đến 1. Rho có giá trị từ 1 cho đến từ 0, âm 1 cho đến dương 1. Thì trong trường hợp hai cổ phiếu có tương quan bằng 0, có nghĩa là hai cổ phiếu này không tương quan với nhau, có nghĩa là anh này thay đổi như thế nào anh này thay đổi như thế nào không liên quan tới anh kia, có nghĩa cổ phiếu này nó thay đổi bao nhiêu thì không anh liên quan tới cổ phiếu kia. Còn rho bằng cộng 1 thì người ta gọi là hai cổ phiếu này tương quan thuận hoàn toàn, có nghĩa là anh này tăng 1% thì anh kia cũng tăng 1%, và anh này giảm 1% thì anh kia cũng giảm 1%. Còn rho bằng âm 1 thì hai cổ phiếu này có tương quan nghịch hoàn toàn, có nghĩa là anh này tăng 1% thì anh kia giảm 1% và ngược lại. Thì nếu anh này tăng 5% thì anh kia sẽ giảm 5%. Thì theo các anh chị, tương quan thuận với tương quan nghịch thì cái nào rủi ro cao? Tương quan thuận với tương quan nghịch cái nào rủi ro cao? Tương quan thuận rủi ro cao hơn tương quan nghịch. Tương quan thuận rủi ro cao hơn, bởi vì nó càng tăng thì cùng tăng thì lúc đó lời rất nhiều, đúng không ạ? Và khi lỗ thì cả hai cùng lỗ thì lỗ rất là nhiều, cho nên nó sẽ khác, nó sẽ rủi ro rất cao. Còn tương quan nghịch thì anh này tăng thì anh kia giảm, nó bù trừ. Còn anh kia giảm thì anh này tăng, đúng với phần trăm vậy, thì nó sẽ không có rủi ro. Thì nếu mà chúng ta lựa tương quan nghịch hoàn toàn kinh doanh thì chúng ta gần như không thua lỗ và chúng ta không có lợi. Nhưng mà khi chúng ta mua cổ phiếu rồi nọ thì chúng ta phải tốn cái phí, đúng không ạ? Thì chúng ta lỗ cái phí thôi. Nếu mà các anh chị thích làm một cái nhà đầu tư chứng khoán mà các anh chị không muốn lỗ thì lựa những cái cổ phiếu mà tương quan nghịch hoàn toàn để đầu tư, thì lúc đó các anh chị sẽ bảo tồn được cái vốn nhưng mà các anh chị cũng không có lời. Bây giờ cho tôi hỏi là trong là hai công ty cùng một ngành nghề, tôi lấy ví dụ như là Ford
và General Motors là hai hãng xe lớn nhất của Mỹ đúng không ạ? Là hai công ty đó là kinh doanh cùng ngành nghề. Thì theo các anh chị, hoặc là Ford với Toyota rồi nọ, thì hai công ty đó cùng ngành nghề thì nó là tương quan, cổ phiếu của nó là tương quan thuận hay là tương quan nghịch? Em nghĩ là nó là tương quan nghịch đó thầy. Tại sao tương quan nghịch? Tại vì ví dụ như Ford mà thị trường mà Ford chiếm đỉnh thì có thể thị trường của Toyota sẽ sụt giảm. Hoặc là thị trường ngược lại, nếu mà thị trường xe Toyota bán nhiều thì xe Ford nó sẽ sụt. Thì em nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn anh Mộc. Có ai có ý kiến khác không? Có ai có ý kiến khác không? Không ai có ý kiến khác. Thật ra nếu mà chúng ta nói là khi các anh chị mua Ford thì các anh chị sẽ không mua Toyota đúng không ạ? Thì không đúng. Tại vì sao? Tại vì khi nền kinh tế tốt thì cái nhu cầu mua xe hơi nó tăng, thì tất cả các doanh nghiệp cùng ngành nghề nó có hưởng lợi hết. Mặc dù anh này mua Ford thì không mua Toyota, nhưng mà cũng có anh khác mua Toyota không mua Ford, thì tất cả đều hưởng lợi hết. Ví dụ như vừa rồi các anh chị thấy là chính phủ Việt Nam chúng ta giảm 50% cái thuế trước bạ, cái phí trước bạ, thì có phải là tất cả các doanh nghiệp cùng ngành nghề nó hưởng lợi hết không? Hoặc là chúng ta chỉ cần có chính sách hạn chế tín dụng bất động sản, thì có phải là tất cả các doanh nghiệp bất động sản bị ảnh hưởng hay không? Hoặc là giá dầu trên thế giới tăng, hoặc là nền kinh tế khủng hoảng, thì số người mua xe hơi sẽ giảm ngay lập tức, và tất cả các doanh nghiệp cùng ngành nghề đều ảnh hưởng hết. Cho nên những công trình doanh nghiệp cùng ngành nghề thì nó sẽ chịu tác động tương tự nhau bởi những cái yếu tố bên ngoài, những yếu tố bên ngoài, vì vậy là nó sẽ có tương quan thuận. Ví dụ như các anh chị thấy là Covid xảy ra, thì có phải là những cái hãng mà giao giao hàng, mà những cái công ty mà gọi là gì đó, giao hàng phải không, ăn nên làm ra đúng không ạ? Và các siêu thị nó cũng ăn nên làm ra, và là những cái công ty về bán hàng qua mạng cũng ăn nên làm ra, và là những công ty mì gói ăn nên làm ra, chẳng hạn như thế. Cho nên đó là những công ty cùng ngành nghề là tương quan thuận, bởi vì nó chịu sự tác động tương tự với nhau bởi những yếu tố bên ngoài. Thì người ta tính toán là giữa General Motors và Ford nó có hệ số tương quan là 0,9, có nghĩa là rất là cao, nó gần như là tương quan thuận hoàn toàn. Ví dụ như các anh chị thấy là năm 2008 khủng hoảng ở Mỹ xảy ra, thì Ford, General Motors, Chrysler đều lỗ hết, và phải có nhờ cái sự tài trợ của chính phủ Mỹ thì họ mới vượt qua cái khó khăn. Hoặc là chính phủ Đức họ có cái chính sách kích cầu là cái anh chị đổi xe cũ lấy xe mới thì chính phủ sẽ hỗ trợ cho anh chị mấy ngàn euro, thì lúc đó là tất cả các hãng đều hưởng lợi từ chính sách đó. Thế cho nên là những công ty cùng ngành nghề là nó sẽ tương quan thuận. Vì vậy khi các anh chị mua cổ phiếu cùng ngành nghề thì sẽ rủi ro cao.
Rõ chưa anh Mộng? Dạ rõ thầy ơi. Cho nên là công ty cùng ngành nghề là nó tương quan thuận, tùy vào cái ngành đó như thế nào, là một số ngành nó có sự gắn kết rất là chặt chẽ cho nên tương quan thuận rất cao, nhưng một số ngành nó có cái sự gắn kết không chặt chẽ thì nó sẽ tương quan thuận thấp, nhưng mà cùng ngành nghề thì sẽ là tương quan thuận ha, chứ không phải là tương quan nghịch. Nhưng mà mức độ thuận cao hay thấp thì tùy vào cái đặc thù của cái ngành đó. Bây giờ qua bài này thì chúng ta tính tiếp, thì chúng ta thấy là hai này có tương quan là một, đó là tương quan thuận hoàn toàn. Bởi vì các anh chị nhìn thấy đi, có phải là cái hai anh cùng tăng không và cùng giảm với một cái mức là nó bằng nhau. Ví dụ như anh này tăng 5 và giảm 5 đúng không, còn anh này tăng 85 và cũng giảm 85, tại vì 15 trừ cho 70 trừ cho trừ 70 thì thành 85. Như vậy nó cái khoảng cách mà nó tăng cũng bằng nhau, cho nên nó là tương quan thuận hoàn toàn. Đây là hai cái cổ phiếu tương quan thuận hoàn toàn ha, cùng thua lỗ và cùng cùng có lời. Thì bây giờ chúng ta tính lợi nhuận của một danh mục, thì chúng ta sẽ lấy tỷ trọng của cổ phiếu đó trong danh mục nhân cho lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu đó, thì lấy tỷ trọng từng anh nhân cho lợi nhuận của anh đó thì sẽ ra của danh mục. Còn cái này thì khi các anh chị giải bằng cái công thức này nó rất là phức tạp, thì thông thường người ta vẽ cái ma trận ra thì nó sẽ dễ hơn. Thì để tôi giới thiệu cho các anh chị cái công thức này thôi. Nhưng khi làm thì tôi không khuyến khích các anh chị làm bằng công thức, mà các anh chị vẽ ma trận ra thì nó không có sai sót. Ví dụ như đây chúng ta có hai có một danh mục, cho nên có hiệp phân sai giữa hai cổ phiếu đúng không ạ? Cho nên T và G, T chạy từ 1 đến N, thì đối với bên này T cũng chạy từ 1 đến N thì G cũng chạy từ 1 đến N, nhưng mà G khác với T. Thì ví dụ như ở đây chúng ta có ba cổ phiếu ABC, thì nếu T là A, thế nếu T là A thì chúng ta thấy đây là T là A, thì đây là V đúp A bình phương, sigma A bình phương. Thì giờ T ở đây vẫn là A đúng không ạ? Thì G nó phải khác A. Thì như vậy ở đây là T bằng A thì G có thể là B hoặc là G có thể là C. Như vậy V đúp A, V đúp B trong trường hợp này là G bằng B và sigma AB cộng với V đúp A, V đúp C lúc này G bằng C và sigma AB AC. Vậy là chúng ta xong cái T bằng A. Bây giờ tới T bằng B. T bằng B thì V đúp A bình nhân cho sigma A bình. Đây. Và ở đây V đúp B là T đúng không? T là V đúp B. Thì G nó chỉ có thể là A hoặc là C đúng không? Thì V đúp B nhân V đúp A thì tôi ghi ngược lại là V đúp A nhân V đúp B, tại vì V đúp B nhân V đúp A thì cũng bằng với V đúp A nhân V đúp B, và sigma BA thì cũng bằng sigma AB. Chúng ta tính vậy để chi? Ở trên đây tính rồi thì chúng ta lấy cái kết quả này để cho nó luôn, chúng ta ghi ngược lại nhiều khi chúng ta phải tính ha. Còn ở đây là T bằng B thì G bằng C, thì nó bằng V đúp B nhân V đúp C nhân cho sigma BC. Đó là chúng ta xong cái T bằng B. Cuối cùng là T bằng C thì V đúp C bình nhân cho sigma C bình. Bây giờ T bằng C thì G có thể là A hoặc là B. Thì trong trường hợp này là G bằng A. Thì thay vì chúng ta ghi V đúp C nhân V đúp A sigma CA thì chúng ta ghi ngược lại là V đúp A nhân V đúp C sigma AC, cho nó giống như này. Nó giống này. Là ở trên chúng ta tính rồi thì chúng ta đưa xuống. Và ở đây là T bằng C, G bằng B. Thì chúng ta ghi là
VLOOK BC để nó giống như gì? Ở đây, ở trên đây tính rồi. Thì khi đó là chúng ta triển khai cái công thức này ra, thì các anh chị thấy là rất là dễ sai đúng không ạ? Hoặc là dễ thiếu sót. Cho nên là có cách khác để chúng ta tính cái phương sai, xin lỗi, tính cái lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục bằng cách là chúng ta vẽ ma trận. Thì hàng và cột, chúng ta có bao nhiêu cổ phiếu thì chúng ta vẽ bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột. Ở đây chúng ta có n cổ phiếu, cho nên chúng ta vẽ n hàng và n cột nha. Thì ở đây A với A, A với A thì bình phương, B với B thì hai cái bình phương, và tương tự vậy n cũng là bình phương ha, giữa n với n với nhau. Rồi đây là giao điểm giữa A và B, thì chúng ta lấy là hai cái nhân nhau và lấy hệ phương sai của hai đó. Tương tự vậy A và n nhân cho hệ phương sai của hai đó, thì tương tự vậy chúng ta thế vào. Thì cái này các anh chị thấy là chúng ta sẽ không có bị sai sót ha, không bị sai sót, và chúng ta sẽ tính tổng của tất cả các cái hàng và chúng ta cộng lại hết, có nghĩa là chúng ta cộng hết tất cả những cái giá trị trong cái ma trận này lại, chính là gì? Chính là phương sai của cái danh mục đầu tư này. Thì mỗi hàng chúng ta cộng với tổng xong, cộng tất cả này lại, đó chính là phương sai. Và sau đó chúng ta lấy căn bậc 2 của phương sai thì nó sẽ ra là gì? Ra đâu là chuẩn của danh mục đầu tư. Danh mục thị trường, danh mục thị trường thì các anh chị biết là trên thị trường nó có bao nhiêu cái cổ phiếu, thì mỗi cổ phiếu nó có một cái trọng số, đó là cái giá trị của nó, cái vốn hóa của nó trên thị trường là bao nhiêu, thì chúng ta lấy cái giá trị vốn hóa của nó chia cho tổng giá trị vốn hóa của thị trường thì ra cái trọng số của nó. Thì nếu mà chúng ta muốn đầu tư theo danh mục thị trường thì chúng ta sẽ đầu tư tất cả những cái cổ phiếu có trên thị trường với cùng cái trọng số đó, hay nói cách khác là cùng cái tỷ trọng mà nó đang có trên thị trường thì chúng ta đang đầu tư vào danh mục thị trường, và lúc đó chúng ta sẽ có cái lợi nhuận bằng lợi nhuận của thị trường, hay là lợi nhuận của chúng ta bằng lợi nhuận bình quân của thị trường. Bây giờ chúng ta qua phần kế tiếp là rủi ro thị trường của một cổ phiếu. Thì rủi ro thị trường của một cổ phiếu được xác định là beta. Thì beta này á, thì nếu các chị vào trang web cổ phiếu 68 hay một số trang web khác mà nó tính toán về các cái tỷ số tài chính á, thì họ tính luôn cho các anh chị là nó có sẵn cái hệ số này luôn, cho nên các anh chị cũng không cần phải tính đâu. Thì cái hệ số này được định nghĩa là gì? Nó đo lường cái sự phản ứng của một cổ phiếu theo một cổ phiếu đối với danh mục thị trường. Có nghĩa là gì? Khi thị trường thay đổi 1% thì cái cổ phiếu đó thay đổi bao nhiêu phần trăm. Như vậy có phải là beta càng lớn thì rủi ro càng cao đúng không ạ? Nếu beta bằng 1 thì có nghĩa là thị trường tăng 1% thì chúng ta tăng 1%, và thị trường giảm 1% chúng ta giảm 1%. Điều đó có nghĩa là gì? Khi beta bằng 1 là chúng ta có rủi ro bằng với rủi ro của thị trường. Còn nếu beta bằng 2 thì thị trường tăng 1% chúng ta tăng 2%. Còn nếu thị trường giảm 1% thì chúng ta giảm 2%. Có nghĩa là chúng ta phản ứng mạnh hơn so với thị trường, có nghĩa là chúng ta rủi ro cao hơn so với thị trường. Còn nếu mà beta bằng 0,5 thì thị trường tăng 1 chúng ta tăng 0,5, còn thị trường giảm 1 thì chúng ta giảm 0,5, có nghĩa là chúng ta rủi ro thấp hơn. Còn nếu beta bằng 0 có nghĩa là chúng ta không phản ứng gì với thị trường hết, thị trường thay đổi gì kệ người ta, mình không thay đổi gì hết. Còn nếu beta âm thì sao? Có nghĩa là chúng ta ngược với thị trường, có nghĩa là thị trường tăng 1 thì chúng ta giảm 1. Nếu âm 1 đó, thị trường tăng thì chúng ta giảm, và thị trường giảm thì chúng ta tăng. Thì có một số ít cổ phiếu nó có những cái biến động ngược với thị trường, một số ngành nghề như thế. Vì vậy delta RT có nghĩa là sự thay đổi của một cổ phiếu thì bằng beta nhân delta RM. Đây là RM, đó là lợi nhuận của thị trường ha. RM, M là market,
thì nó sẽ bằng beta nhân cho RM, đó là sự thay đổi của thị trường. À, như vậy trong bài này beta bằng 1,5 có nghĩa là thị trường tăng 1 thì chúng ta tăng 1,5, thị trường giảm 1 chúng ta giảm 1,5. Thì beta được đo lường như thế này ha. Beta được đo lường như thế này. Và tổng các cái tỷ trọng của từng cổ phiếu nhân cho beta của cổ phiếu đó thì tổng tất cả beta trên thị trường nó sẽ bằng 1. Như nãy tôi nói là gì? Beta của thị trường là bằng 1. Và nếu chúng ta có beta bằng 1 thì chúng ta có rủi ro bằng với rủi ro thị trường là như thế. Cho nên chúng ta lấy tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nhân cho beta của cổ phiếu đó và lấy tổng lợi thì nó sẽ bằng 1. Và cuối cùng chúng ta đi vào cái mô hình định giá tài sản vốn CABM. Đây là mô hình được giải Nobel về kinh tế. Và mô hình này là gì? RT đó là tỷ suất lợi nhuận của một cổ phiếu T thì bằng RF. RF đó là tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro. Phi rủi ro có nghĩa là không có rủi ro. F đó là risk. Risk gạch cái free. Đó là không có rủi ro. Ví dụ như một số người bị bệnh tiểu đường thì họ ăn những cái sản phẩm mà người ta gọi là sugar free, có nghĩa là không có đường trong đó, hay không có đường mà bình thường. Mặc dù nó ngọt thì người ta để những cái đường mà không có năng lượng. Nó khác với free risk. Free risk là lãi suất, là cái rủi ro miễn phí. Giống như free wifi thì nó là wifi miễn phí. Nhưng mà wifi free có nghĩa là gì? Là cái nơi đó là cấm wifi. Thế cho nên tôi thấy một số tiệm ăn ở Việt Nam rồi nó ghi wifi free thì nó không phải là wifi miễn phí đâu, mà đó là cấm wifi, nhưng mà chúng ta ghi sai thôi. Mặc dù chúng ta ghi với cái ý nghĩa đó là gì? Wifi miễn phí. Thì RF đó là lãi suất phi rủi ro. Thông thường người ta lấy lãi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Bởi vì về lý thuyết thì trái phiếu chính phủ là không có rủi ro. Tuy nhiên thì các anh chị thấy trên thực tế thì cũng có rất nhiều quốc gia bị phá sản. Ví dụ như Argentina năm 2002, hoặc là Mexico 95, hoặc là Hy Lạp năm 2008, 2007, 2008. Hy Lạp sau khi tổ chức Olympic 2004 thì họ mang một núi nợ, và khi khủng hoảng xảy ra thì họ không có khả năng trả nợ những cái khoản mà trái phiếu của chính phủ nữa, và họ phải vỡ nợ. Thì như vậy là gì? Trên thực tế thì đôi khi có, nhưng mà về lý thuyết người ta vẫn lấy là lãi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn, đó là không có rủi ro, cộng với beta của cổ phiếu đó nhân cho RM ngang, có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận bình quân của thị trường. Tỷ suất lợi nhuận bình quân của thị trường, và đây là tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro. Thì tỷ suất lợi nhuận bình quân của thị trường lúc nào cũng cao hơn so với tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro, bởi vì beta của thị trường bằng 1, con này bằng 0, đúng không? Cho nên đó, anh này lúc nào cũng lớn hơn 0. Vì vậy beta mà nhân con số lớn hơn 0 thì nếu mà beta dương đó thì nó là con số là lớn hơn 0, cho nên người ta gọi là RM trừ RF, đó là hệ số bù đắp rủi ro. Như vậy các anh chị thấy là gì? RM trên thị trường là cố định trong một khoảng thời gian. RF là cũng cố định trong một khoảng thời gian. Cho nên RT lớn hay nhỏ có phải phụ thuộc vào beta không? Hai này là bằng nhau, N này cũng cố định trong một khoảng thời gian. Cho nên đó, RT lớn hay nhỏ là do cái rủi ro thị trường của anh đó. Cho nên nếu mà cổ phiếu chúng ta rủi ro cao thì chúng ta phải đưa ra cái tỷ suất lợi nhuận cao người ta mới mua cổ phiếu hoặc là trái phiếu của mình. Tại vì tài sản vốn là những cái tài sản dài hạn. Các anh chị nên nhớ là capital asset đó là những cái tài sản dài hạn. Cho nên đó, là nó có thể là hai cái mà chúng ta thường thấy nhất, đó là cổ phiếu và trái phiếu. Thì nếu mà chúng ta phát hành trái phiếu mà trái phiếu chúng ta có rủi ro cao thì chúng ta phải đưa ra lãi suất cao người ta mới mua, còn nếu thấp thì người ta không mua. Cho nên người ta gọi đây là phần bù rủi ro.
nguyên cái phần này nè, người ta gọi là phần bù rủi ro, mà nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào beta, đó là cái rủi ro thị trường của cổ phiếu đó hoặc là trái phiếu đó. Ví dụ beta là 1,5, còn Zebra là 0,7, lãi suất chính trái phiếu chính phủ là 7%, lợi nhuận kỳ vọng của thị trường là 15%, lợi nhuận kỳ vọng của hàng cổ phiếu này là nhiều, QMAX là 19%, còn Zebra là 13,4%, bởi vì anh này có rủi ro thấp hơn này, cho nên là anh này chỉ cần đưa ra 13,4% là người ta sẽ chấp nhận, còn anh này phải đưa cao hơn người ta mới chấp nhận. Thì đây là cái mô hình mà định giá tài sản vốn, thì dựa trên cái rủi ro thị trường của cái tài sản đó và người ta sẽ xác định được cái giá để đưa ra. Ví dụ như phát hành trái phiếu thì mình đưa ra cái lãi suất, còn cái cổ phiếu thì người ta sẽ tính là cái cổ tức và cái chênh lệch giá nó có đủ cái mức đó hay không. Nếu mà nó thấp hơn mức đó thì giá cổ phiếu sẽ giảm nữa, để chi? Để cái tỷ số chênh lệch giá nó lớn lên để bù đắp. Còn nếu mà cái tỷ số đó lớn hơn cái mức này rồi, hơn mức kỳ vọng, thì người ta sẽ đổ xô vào mua, thì giá tăng lên thì làm cái tỷ số chênh lệch giá, cái tỷ lệ chênh lệch giá nó giảm xuống, và khi nào nó bằng cái mức này thì nó sẽ đạt được cái điểm cân bằng. Cho nên đây là cái mô hình rất là hữu dụng và nó rất đơn giản để chúng ta định giá những cái cổ phiếu, trái phiếu và một số cái tài sản vốn khác. Thì các chị thấy là nó rất là đơn giản đúng không ạ? Nhìn lại mô hình kìa, rất đơn giản. Chỉ cần lấy RF cộng beta T nhân cho RM trừ RF là xong. Và mô hình được giải Nobel về kinh tế hình như là năm 91 thì phải. Thấy đơn giản không? Và giải Nobel kinh tế thì thường là khoảng hơn 1 triệu đô la. Tối nay về các anh chị ngủ, các anh chị suy nghĩ thêm vài cái mô hình thôi, coi biết đâu được các anh chị mai mốt được giải Nobel về kinh tế hay sao. Rất đơn giản đúng không? Đâu phải là cái mô hình quá phức tạp. Mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó đã chứng minh trên thực tế là nó phù hợp ha, cho nên là mới được giải Nobel về kinh tế. Bây giờ đến đây thì chúng ta hết cái chương. Các anh chị có thắc mắc gì về chương này hay không? Đối với chương này thì nó không có khó, tại vì sao? Chỉ cái cộng trừ nhân chia thôi, nó không có khó, nó chỉ có cộng trừ nhân chia. Nhưng mà trong sách các anh chị thì cái chỗ này nó sai nè. Đây là trang 49. Cái này là ở đây tôi chưa sửa nè, nó là X nè. Thì nó chính là gì? Sửa lại là V đúc ha. V đúc. V đúc. Yeah. Trong đây cũng vậy.
Và các anh chị làm thêm một bài tập, và bài này á, chương này các anh chị chỉ làm một bài tập thôi. Tại những cái trong chương này á, thì tính toán rất là dài, nhưng mà nó rất dễ là gì? Nó có công thức hết trơn, chỉ cần là gì? Người ta cho đề sao thì áp vô công thức tính cộng trừ nhân chia thôi. Cho nên các chị chỉ là chỉ cần làm bài 5 này nè. Chỉ làm bài 5 thôi. Và hồi nãy chương 4 là bài 1, bài 2 đúng không? Và chương 5 các chị làm bài này, bài 5. Và nộp chung luôn. Còn mấy cái bài khác các chị không cần làm. Chỉ cần làm bài 5 thôi. Bài 5 này làm rất là ngắn. Không có nhiều thời gian đâu. Nhưng mà bài này á, thì có nhiều cách giải để xem các anh chị có làm được cái cách giải mà ngắn nhất hay không. Tại cách giải ngắn nhất thì nó chỉ có một công thức, và cách giải dài thì các anh chị làm tới 6-7 công thức, thì để xem cái mức độ linh hoạt của mấy anh chị như thế nào. Thì tóm lại là bài tập các anh chị làm đó là bài 1, bài 2, chương 4 và bài 5, chương 5 nộp cho tôi. Thế hạn chót là chiều thứ hai tuần sau. Rồi các anh chị còn thắc mắc gì nữa không? Hay là có đề xuất gì không? À, nếu chúng ta không có thắc mắc hay không có đề xuất gì thì hôm nay chúng ta sẽ tạm kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại các anh chị tuần sau. Chúc các anh chị một đêm ngon giấc. Chào các anh chị. Thầy ơi, hồi nãy thầy nói bài 5 là có một công thức thôi hay là bài 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 2 thầy? Bài 5. Nếu mà các anh chị biết được cái cách làm ngắn nhất thì các anh chị chỉ có công thức là ra. Hoặc là hai công thức. Hay một công thức hoặc hai công thức là ra. Thường là hai công thức. Yeah. À, còn nếu mà không biết thì các anh chị làm tới 5-6 công thức. Như cái nào thì cũng có điểm giống nhau thôi, nhưng mà chủ yếu xem các anh chị linh hoạt hay không linh hoạt thôi. Dạ. Yeah. Dạ chào thầy. Rồi chào cả chào anh. Thank you.